Xin chào quý khách, hôm nay tôi xin hướng dẫn quý khách sử dụng chức năng quản lý nhập kho trong phần mềm quản lý sửa chữa bảo hành phiên bản 2012. Thì trước tiên chúng ta đăng nhập vào hệ thống, chúng ta vào cái menu là quản lý kho, nhập kho, quản lý nhập kho. Chúng ta bấm vào menu này thì đây là cái màn hình chính để chúng ta quản lý những cái phiếu nhập kho của chúng ta. Thì để thêm lập mới một cái phiếu nhập kho thì chúng ta bấm vào nút thêm mới. Thì đây là cái màn hình để chúng ta lập mới một cái phiếu nhập kho, thì bao gồm các thông tin như: thứ nhất là thông tin chung, thì bao gồm là nhà cung cấp. Chúng ta chọn một cái nhà cung cấp nào đó, là có nghĩa là cái nhà cung cấp ở đây chính là cái nơi mà chúng ta mua cái hàng hóa này về. Thì tiếp theo thì chúng ta chọn cái nhà kho. Giả sử chúng ta chọn cái nhà kho là kho linh kiện máy tính đi. Rồi tiếp theo chúng ta chọn cái ngăn chứa. Thì cái ngăn chứa này là trong một cái nhà kho của chúng ta, thì chúng ta sẽ phân ra nhiều cái ngăn chứa hàng hóa khác nhau. Ví dụ như trong cái kho linh kiện máy tính thì chúng ta chỉ chia ra là ngăn chứa linh kiện máy Dell, hoặc là linh kiện máy Nokia, hoặc là linh kiện máy Samsung vân vân. Thì chúng ta trong cái phần quản lý ngăn chứa hàng hóa đó, chúng ta có cái mục để chúng ta quản lý những cái phần ngăn chứa này. Chúng ta chọn giả sử như linh kiện máy tính đi. Rồi tiếp theo thì có cái phần ngày nhận, mặc định là cái phần mềm sẽ hiển thị cái ngày hiện tại của chúng ta. Thì nếu mà chúng ta muốn đổi cái ngày nhận này thì chúng ta bấm vào cái biểu tượng bên đây để chúng ta đổi là thôi. Cái phần họ tên người giao hàng. Họ tên người giao hàng chính là cái người mà giao những cái hàng hóa linh kiện để chúng ta nhập kho vào. Nếu có thì chúng ta nhập vào đây, nếu không thì chúng ta bỏ qua. Số đơn đặt hàng, nghĩa là trong trường hợp mà chúng ta có làm cái đơn đặt hàng để gửi cho nhà cung cấp thì chúng ta nhập vào cái số đơn đặt hàng ở đây để chúng ta quản lý luôn cho nó dễ. Trong trường hợp nếu chúng ta không có gửi cái đơn đặt hàng cho nhà cung cấp thì chúng ta bỏ qua cái phần này. Cái phần ngày đơn đặt hàng, ngày đặt hàng chính là cái ngày mà chúng ta tạo cái đơn đặt hàng chúng ta gửi cho nhà cung cấp nếu có thì chúng ta đưa vô, nếu không thì chúng ta bỏ qua. Tiếp theo cái phần ghi chú, thì ngoài các thông tin ở trên thì chúng ta cần ghi chú các thông tin gì cho cái phiếu nhập kho này thì chúng ta ghi vào đây, nếu không thì chúng ta bỏ trống. Tiếp theo trong cái phần ở phía dưới này là phần chi tiết. Trong cái phần này chúng ta sẽ chọn những cái hàng hóa nào mà chúng ta sẽ nhập vào kho. Thì ở phía trên này là thông tin để chúng ta tìm kiếm, chúng ta lọc ra những cái hàng hóa cho nó nhanh để chúng ta nhập vào kho. Thì trong trường hợp mà kho danh mục hàng hóa của chúng ta nó rất là nhiều thì chúng ta sẽ chọn vào đây để chúng ta lọc ra bớt. Đó, ví dụ chúng ta nhập màn hình thì chúng ta chọn cái nhóm sản phẩm là màn hình thôi. Đó, thì lúc đó nó sẽ phần mềm sẽ liệt kê ra cho chúng ta. Trong trường hợp mà chúng ta ví dụ như nhập pin điện thoại thì chúng ta chọn cái nhóm là pin điện thoại vân vân. Thì nếu mà chúng ta muốn nhập nhiều cái mà chúng ta muốn coi tất cả thì chúng ta chọn vào tất cả ha, thì đây nó sẽ hiển thị ra hết cho chúng ta. Thì trong cái phần nhập chọn sản phẩm ở đây nè, chúng ta sẽ có ba cái mục để cho chúng ta nhập, ba cái mục để chúng ta chọn chúng ta nhập kho vào. Thứ nhất là cái phần nhập sản phẩm không dùng mã vạch. Thì những cái hàng hóa, đối với những cái hàng hóa mà chúng ta không có quản lý bằng mã vạch đó, thì chúng ta chọn vào cái mục này, phần cái tab này. Còn cái tab thứ hai là cái phần nhập sản phẩm bằng mã vạch, mà bằng mã sản phẩm hoặc là số SKU. Thì trong cái trường hợp mà chúng ta có quản lý hàng hóa bằng mã vạch đó, mà cái mã vạch đó dựa trên cái mã sản phẩm á, hoặc là cái số SKU thì chúng ta chọn qua cái tab này. Thì chúng ta chỉ chọn bấm con chuột vào đây và sau đó chúng ta scan cái mã vạch của chúng ta, thì lúc đó là cái sản phẩm nó sẽ được đưa vào trong cái đơn nhập hàng nhập kho này cho chúng ta. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ ví dụ thôi, tiếp theo thì chúng ta sẽ ví dụ sau đi. Trong cái phần tiếp theo nữa là chúng ta có cái phần nhập sản phẩm bằng số series. Thì cái phần nhập sản phẩm bằng số series này nè, nó cũng quản là nó cũng dùng cho những cái hàng hóa mà quản lý bằng mã vạch,
nhưng mà mã vạch của chúng ta là dựa trên cái số series, có nghĩa là mỗi cái sản phẩm là có một cái số series khác nhau. Còn ở bên cái phần mà mã sản phẩm này á, thì chúng ta có một cái mã sản phẩm nhưng mà nhiều cái hàng hóa nó cùng một cái mã sản phẩm đó. Ví dụ chúng ta có 10 cái cục pin điện thoại hoặc là pin máy tính, thì nếu mà chúng ta dùng cái mã sản phẩm này á, thì 10 cái cục pin đó nó có cùng một cái mã. Tuy nhiên nếu mà chúng ta dùng bằng quản lý bằng số series á, thì 10 cái cục pin đó nó sẽ có 10 cái số series khác nhau. Đó, thì chúng ta phân loại ra như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ nhập trước một cái hàng hóa mà không dùng mã vạch ha. Giả sử như vậy, giả sử như chúng ta không có dùng mã vạch để chúng ta dán lên những cái sản phẩm này, thì giờ chúng ta nhập vào số lượng thôi. Giả sử số lượng là 10 đi, cái hàng hóa này số lượng là 20. Ở bên đây là cái giá mua, thì cái giá mua này á, nó được lấy từ ở bên cái phần danh mục hàng hóa của chúng ta đã có nhập cái giá mua cho cái nhà cung cấp đó. Khi mà chúng ta chọn nhà cung cấp ở đây nè, thì cái giá mua này nó được lấy từ cái phần danh mục hàng hóa của chúng ta qua. Thì trong trường hợp mà cái giá mua này của chúng ta nó có thay đổi á, thì chúng ta cũng có thể sửa ở đây, điều chỉnh ở đây. Ví dụ bây giờ cái này nó thay đổi là 250 đi đó, chúng ta nhập vào đây để chúng ta thay đổi. Còn nếu mà cái này nó không thay đổi thì chúng ta để nguyên. Rồi sau đó chúng ta bấm vào cái dấu cộng này để chúng ta thêm những cái hàng hóa này vào cái đơn nhập kho cho chúng ta. Chúng ta bấm vào đây đó, thì ở dưới đây là danh sách những cái hàng hóa mà chúng ta đã chọn ở trên đây đó, bao gồm mã, tên ha, nhà sản xuất, model, số lượng, giá mua đó. Cái giá mua này được lấy theo cái giá mua mà chúng ta mới vừa nhập vào hồi nãy, thuế xuất v.v. Ở trên đây là phần tổng tiền. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái ví dụ đối với cái sản phẩm mà chúng ta dùng một cái mã vạch ha. Ví dụ như bây giờ ở bên đây, bây giờ giả sử như cái sản phẩm là cái bàn, cái màn hình đi, cái màn hình đeo này đi mà chúng ta có dùng mà, hoặc là cái bàn phím này đi, cái bàn phím đeo này nè, chúng ta có dùng mã vạch để chúng ta quản lý. Thì giờ giả sử giờ chúng ta scan vô ở đây đó, thì sau khi chúng ta scan vào á, thì phần mềm nó sẽ tự động nó đưa vào cho chúng ta cái số lượng nè. Chúng ta để ý cái số lượng này sẽ tự động nó tăng lên ha, khi mà chúng ta scan vào đó. Đó, số lượng nó tự động nó tăng lên, mỗi lần mà chúng ta scan vào cái thì số lượng nó sẽ tăng lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo, chúng ta sẽ nhập thử một cái sản phẩm mà dùng số series. Thì chúng ta chọn qua bên đây, chúng ta chọn nhà sản xuất, ví dụ như Dell. Rồi model ta chọn là Inspiron. Thì ở đây tự động là sẽ hiển thị ra những cái sản phẩm mà chúng ta có quản lý bằng cái số series, nó sẽ hiện lên đây cho chúng ta để chúng ta chọn. Tiếp theo là chúng ta nhập vào cái số series mà chúng ta nhập vào kho á, chúng ta scan vào. Ví dụ như chúng ta scan vào. Đó, thì ở trong cái phần ở dưới danh sách sản phẩm đó thêm nè, đó nó sẽ hiển thị lên cho chúng ta là cái số series của cái sản phẩm này. Ví dụ chúng ta scan tiếp một cái sản phẩm khác. Đó, thì dưới đây nó sẽ liệt kê lên danh sách những cái số series chúng ta đã scan vào. Ví dụ như đó, thì chúng ta cứ tiếp tục chúng ta scan như vậy, thì khi nào mà hết thì thôi. Thì sau khi đã nhập đầy đủ các thông tin này rồi, thì chúng ta bấm nút lưu và đóng hoặc lưu và in để chúng ta lưu cái thông tin này lại ha. Giả sử như chúng ta bấm nút lưu và in đi rồi chúng ta phải chọn cái hình thức chi. Rồi ở bên đây là chúng ta có cái thông tin phiêu chi, có nghĩa là khi mà nhập kho vào á, thì chúng ta phải xuất tiền ra, chúng ta lại trả cho cái bên nhà cung cấp đó, thì chúng ta phải lập cái phiêu chi. Thì khi mà chúng ta chọn ở bên đây nè, thì phần mềm sẽ tự động lập một cái phiêu chi cho chúng ta với cái số tiền để chúng ta nhập ở đây. Thì chúng ta có thể chọn là tiền mặt, chuyển khoản hoặc là công nợ. Ở đây chúng ta chọn tiền mặt ha, khoản chi. Ví dụ như chúng ta chọn là chi tiền mua hàng hóa linh kiện. Rồi sau đó chúng ta bấm nút lưu và in đi. Thì đây là cái phiếu nhập kho của chúng ta.
chúng ta vừa tạo ở bên kia. Thì phía trên này á là cái mã vạch của cái phiếu nhập kho đó. Còn cái mẫu của phiếu nhập kho này thì chúng ta làm theo cái mẫu của cái của Bộ Tài chính đó. Thì bao gồm là phiếu nhập kho nè, số phiếu nè, còn họ tên người giao, nếu mà chúng ta có nhập bên kia thì bên đây nó sẽ đưa vào cho chúng ta. Rồi phía dưới đây là danh sách những cái hàng hóa mà chúng ta đã nhập vào, ví dụ như là pin, máy tính, đeo đó, mã số là không có ha, số lượng là số lượng theo chứng từ, có nghĩa là trường hợp mà chúng ta làm theo đơn đặt hàng á. Còn thật nhập chính là cái số lượng mà chúng ta nhập vào, đơn giá, thành tiền ha, ở dưới đây là tổng cộng của tiền ở trên đây đó, dưới đây là viết bằng chữ, vân vân. Chúng ta zoom cho nó nhỏ lại để chúng ta dễ coi hơn ha. Thì phía trên đây là tên công ty của chúng ta đó. Thì tôi xin kết thúc cái phần trình bày của mình ở đây. Cảm ơn quý khách đã theo dõi.